màu những cái áo này nào. Úi giời ơi. Còn đây chị lấy cho bạn của chị. Một cái thì ông bé em ăn à. Thì con bé nó em ăn. Một cái này là cho mẹ chị. Tên tên cái gì đấy là cho mình đừng được. Đừng có gặp cái chị Thanh Băng có một cút rồi ở riêng. Chị ăn mất bao nhiêu kẹo của mình rồi. Mất cả chị ăn một nhá. Mình phải đi nhìn ngóm được. Để chị phát hiện ra chắc mình phiêu đài luôn. Mày mình có thể không phải không để cho chị phát hiện ra nữa. Trời ơi, hình như cái mụn cút ruồi của mình nhét đâu ấy rồi sao? Trời ơi, này nói thật ta thèm bánh kẹo quá rồi. Mình đi xin kẹo mà phải đợi mũ bảo hiểm để chẳng may cái đứa nào mình xin kẹo nó đuổi mình ngã thì không ảnh hưởng đến cái bộ não có chứa trí thông minh của mình. Mà không biết cái con Ngọc Ruby bánh kẹo đâu rồi đấy nhỉ? Bình thường thì em ấy đi qua đây từ 6 giờ sáng mà bây giờ mình chờ đến 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy sao. Đâu rồi đấy nhỉ? Chắc là đề phòng mình đây. Nhưng mà có đề phòng mình thì cũng không làm được gì đâu. Tốn công vô ích. Mình nhất quyết sẽ chờ đến 24 giờ đêm. Wow. Lâu thế. Cuối cùng báo hồng cũng xuất hiện rồi. Chắc là biết đèo rồi đây. Nói rồi mà đâu có qua mặt được mình đâu. Úi trời ơi. Không biết nó có cái bánh kẹo gì không nhỉ? Bụng như có chữa. Chắc chắn là giấu bánh kẹo rồi. Kia rồi. Mình phải nhanh chân. Mày quá. Không thấy chị như cắt vừa dê mép đâu. Nãy đồ ăn trong bụng mình ra ăn thôi. Chào mọi người. Trời ơi. Chết cầu. Em hôm nay đi đâu thế? Em đi chơi. À mà chị bảo cái này. Mỗi khi chị thấy em là trời ơi mùi bánh chút lại nóng nặng trong mũi chị đấy. Hôm nay em có cái gì cho chị ăn không? Bụng như bà bầu kìa. Em không có. Không có hả? Hôm nay mình bước chân trái chân phải đi. Mà đen thế nhỉ? Mà gặp con gì đen thế nhỉ? Chứ gặp có một cái người mét. Ôi ơi! Chị đang làm gì vậy? Có gì đâu. Chị đang nghe xem là kẹo của em nó nói chuyện với em ở đâu để chị còn biết. Này, em không bao giờ nói với chị trong bụng em mà có một cái chupa chup ốp của con đâu. À quên. Cái gì em vừa nói gì em nói lại cho chị nghe nào. Em không bao giờ nói cho chị biết là trong bụng em có một cái chupa chup cục ngon đâu. À quên. Em không nói gì với chị cả. Chị nghe thấy hết rồi nhá. Chị nghe rõ mòn mọt luôn nhá. Mấy chữ em không bao giờ nói cho chị biết trong bụng em có một gói kẹo chút ba chút. Thôi chị biết rồi. Đấy nhá. Ấy chị nghe tiếng sột soạt rồi. Thôi đừng quá ngại. Cởi áo ra đi. Cởi áo ra cho chị ăn với. Không thì làm sao em về được với mẹ của em.
em có yêu mẹ em không? Đó mình có gì đâu. Cục như là màu. Úi giời ơi. Chảo mút chứ. Ba chứ. Úi trời. Chảo mút này là loại mới nhất. Đúng rồi. Đấy thế mới tốt chứ. Trong bộ em còn gì ạ? Mở ra chị xem ạ. Úi trời ơi. Nhiều. Nhiều thế này. Thôi em cho tay vừa tối đưa ra ấm tay đây. Lạnh quá. Hôm nay chỉ lạnh quá. Gì? Em đưa tay vào tối để sưởi ấm chứ. Bây giờ cứ bỏ tay ra cho chị xem nào. À hà. Giấu chị à. Ôi trời ơi, hôm qua mặt được chị yêu nhá. Ôi trời ơi, kẹo chút, ba chút. Thơm quá. À, chị thấy rồi nhá. Qua mặt được chị hả? Trời ơi, là rồi. Chờ chị. Ôi trời ơi, nhiều quá, thơm quá đi thôi. Thơm quá. Ôi trời ơi. Được rồi, bây giờ chị tính như thế này nhá. Ôi trời ơi, tóc của mình. Kìa, chút ba chút đầu. Trưởng lấy của chị hẹn được em. Đưa đây. Cho chị lúc nào cũng rồi rồi em á. Thì tất nhiên rồi. Hai cái này, một cái là của chị thương tình em đấy. Đấy, chị trả em một cái. Một cái này là của chị. Một cái này là của chị. Một cái là của bố chị. Một cái là của bạn bố chị. Ngay cái loài rồi em đây. Thì em là Ngọc Ruby bánh kẹo cơ mà. Một cái là của bạn bạn bố chị. Còn đây chị lấy của bạn của bố chị. Một cái đi con bé em ăn nè. Chị con bé cố em ăn nè. Một cái này là của mẹ chị. Một cái này là của bạn của mẹ chị. Cho cô chị. Một cái này là cho bạn cô chị. Một cái này là cho cậu chị. Một cái này là cho bạn cậu chị. Một cái này là cho hai cái này là cho bác với cả bạn của bác chị. Mợ chị và bạn của mợ chị. Cái này là của thím chị và bạn của thím chị. Còn cái chỗ này thì đây của em. Đấy. Úi dồi ôi, nhiều quá. Thôi chị về nhá. Cảm ơn Ngọc Duy Bi bánh kẹo nhá. Úi dồi ôi, hôm nay được một cái mũ bánh kẹo. Chị Thanh Băng nhớ mặt em rồi. Thằng nào cũng gặp chị Thanh Băng. Một cái rồi ở rông mép. Đôi nhé. Mình gặp cái người gì xui thế này. Đói ngồi đây ăn. Chị chị này đi. Thôi sao nó mất hết bánh kẹo. Này cà chua cay quá. Trời ơi, còn một túi kẹo chua con chúc thường ngon này. Này đi chị bạn. Có cái dừa gì ở đâu nhé. Ăn hết thôi. Mình phải ăn hết chỗ này cho bộ đỡ bỏ tức. Hãy subscribe.